Thế là nó là đùi dê à? À đùi dê. Ngựa. Ngựa. 4 triệu một đôi chứ 2 triệu một cây đấy. Nhưng phải mua cả đôi mới bán. Và cái trang thường là đại loại là 4 con trang là thành một cái con có 4 chân. Và lên thì vào dây thép. Tôi xin lỗi mất nét. Lên là vào dây thép. Đấy, và nó cao tầm chắc cũng được 75 phân nữa, 75 80 phân nữa. Từ cái gốc lên. Từ gốc lên. Alo. Đấy. Con này thì chắc là mới cắt cho nên là nó lên nó đều xanh một chuẩn bị có một lứa hoa dày đây luôn. Lúc ý thì đẹp đấy. Đây này đẹp. Con này đẹp. Con này chắc con cái, con này con đực. Con đực thì nó gầy hơn, đốt má hại trống, được gầy hơn, sắc sơ hơn, cá này mượt này, à. Đấy, 5 triệu. Con này là con cái mà. Con cái và con đực. Con đây con đực. Đấy, con kia bên kia là con cái, bên này là đực. Con đây con đực, đực gầy chưa? Đó. Được gầy gò này được. Con này là con cái, con cái bé hơn, con tốt, đực to. Tốt mái hại trống con này. Con đực nó to hơn đi rồi. Không phải mày tốt. Bây giờ đực nó nhiều nó phải xác sơ, con cái nó mượt. Không, cái nào con này nó bị nhảy nhiều cho nên người nó xác sơ ra. Con này tưởng tốt mái hại trống chứ. Ở dưới này, nếu không có xương tùy tôi đặt nào được. Dạ. Yeah. Gà dê to lắm. À có cả cả. Đấy có cả. Có ngâm rượu thôi còn đâu đâu. Ngâm rượu mất rồi. Có đuôi đấy, có đuôi đấy đàng hoàng đấy, có đuôi. Nhưng mà hình như bị ngâm rượu mất rồi. Đúng rồi, tôi này đẹp. Đẹp. Con này nó ra cùng một lứa sau nó cùng một lứa hoa này, đẹp. Cùng này nó khoảng tầm 2 tháng nữa như nhau hết. Cùng một lứa hoa đấy. Của Bắc Dương hay là của bác ấy đấy? Của anh Dương. Bắc Dương thì có số rồi đấy, thế mà gọi. Chợ Vạn Phúc. Không có thì cứ lên chợ Vạn Phúc mà xem. Đấy, mình chỉ quay ở chợ Vạn Phúc thôi. Đấy là cái đôi này. Nó cũng có cái gì độc đáo đấy anh. Hàng trên xe kia kìa. Xi. Già đấy nhỉ. Đây này bao tiền đây không? Đây này 5,5 triệu. 5,5 triệu. Đây, con này ra sáng nhìn sướng nhỉ. À. Con này ra nó sáng nhìn thích nhỉ. Con này ra nó sáng, 5 điểm chị. 5 triệu. Đấy, cục này và gần là bằng tiền cục này đấy. Năm cái này năm hơn 500, 5,5 triệu. Đấy, chủ cây đây. Ok bác, mẫu đơn này bao tiền đây? Mẫu đơn này 1,8 triệu. 1,8 triệu. Tường vi này. Tường vi này vật phết. Ok bác, cảm ơn bác nhé. Ok, có ai gọi là cho lên đường thôi. Cứ ai gọi là lên đường thôi. Đấy, các cụ đang xem phê của công. Đấy, tiếp khách đi nào. Đây đẹp đấy. Làm việc đấy chứ ạ, tí nữa mới uống nước. Tí nữa mới uống nước được. Đuối, đuối của bác nào to thế. Trời. Đậu vỡ mẹ đây. Kê đẹp. Một mai à? Vâng. Bây giờ một kiểu như chơi kiểu thách cảnh kiểu này còn như thuyền là phải kiểu sumo cơ đúng không? À, vâng. Vì cháu gầy chất rồi. Mới thích, đúng không? Cháu gầy cháu bé rồi bây giờ thích to. Không. Kiểu lùn lùn lên nhiều lúc nhìn thấy hay phết. Nhìn thấy buồn cười nhiều. Nhìn thấy hay phết đấy. Cười trông hay đấy.
nghệ nhân bán cây đấy bao tiền đấy? Thế nào mà em? Đấy. Đây á. À? À. 2,5 triệu, 2 triệu thì bán. Thế còn cây này? Cây đây à? À. Cây này là 1,8 triệu. Đấy, bây giờ gặp mua về đến đây lại được cây rồi. Dễ ra đây này. Lại được một cây. Dễ rồi. Dễ đấy. Dễ ra đây á. Cái này được dâm là sống mà. Đây này. Quả hoa quả sơn này này. Độc Tôn Ngộ Không. Hoa quả sơn. Nhưng Hải chắc nay không ra được, chắc nay họp không ra được. Hoa quả sơn đấy bao nhiêu tiền này? Hoa quả sơn này là 4 triệu. Đấy. Cả núi cả cây cả chậu. Tất tần tật luôn. Cái 4 triệu. Trường Yên có tận dưới đúng không? Trường Yên là chợ cây 29. Dưới biết nhiều lắm. À, chú đứng vào đây anh quay không được? Được thôi. Em vào nó chỉ xem em, không xem cây chết. Đợi các bác của ngoài chợ cũng nói chuyện vui thế chứ. Lúc nào mà mất lòng thì thông cảm. Dưới này. Nay phiên đầu tuần. Mang đi nhiều cũng không ăn thua. Các sếp đi giao ban hết rồi. Vừa bảo là các sếp thì phải đi họp và nhân viên thì cũng phải họp đầu tuần. Mỗi mình là lang thang. Đấy, không ngoài, đấy, nhiều hoa lắm này. Đang rất nhiều hoa. Xin liên hệ Trung Dâu để biết thêm chi tiết. Đây là của anh Hiếu. Dưới hơi siêu một chút. Bán bông chia tự nhiên. Chúng ta mua phôi có cái dáng như này, ta triển khai bông tán nó cảm thấy nó hài hòa nhất là được. Bây giờ bonsai nó như vậy mà, chứ còn nếu mà có đào tạo bài bản lý đồ rõ ràng thì nó khác. Bây giờ các bác mà rất thấy khó bí tưởng cứ làm bông tán làm sao đấy cho nó hài hòa với cái thân là được, không quan trọng thế dáng gì đâu các bác ạ. Thấy hài hòa, thấy nhìn nó thoáng cây là được, không nhất thiết mà tôi phải làm tay này bên kia và theo cái dáng thế thì nó rất là đau đầu. Nhiều khi nó làm cho bác rất khó. Bên này thì toàn cây to thôi. Biết hồi nuôi có biết toan được không, nhưng mà cứ thử ăn nhìn nó ngon quá. Bảo đảm ngon hay không, ở nhà mình là chim nó về là biết ngon. Chú nuôi một đàn chào mào với cả cái quả đỏ đỏ nó thích. Đỏ Tây Đa nhà
cứ một đàn là nuôi nuôi cho nó ăn không mà. Chứ cứ treo cái cống cống công cho nó đây là đó là thuộc là dạng nhưng mà seri, bây giờ là seri, đấy, bây giờ là cái này hiện có khi nuôi một mua một số cái núi này về xong rồi nuôi chim nó ăn những cái quả nó thấy đấy là mình có cái cây bàn đá có cây bàn đá à, ok bàn đá đi. Chú cứ mua thóc và chú để sáng hạn để cái ban công chào màu với cả à. Với cả sẻ về đấy à. Sáng hạn đi cứ đấy. Trước khi làm là bao giờ cho nó ăn cứ để cái chậu thóc với cả cảm đúng rồi kệ nó cho về nó rất là chim sướng đó. Sướng hơn là cả là nuôi lồng ừ, đúng rồi kệ nó về mà sướng nó thành quen, quen mà tự nó quen mà chứ mình hôm nào mà kiểu rượu buổi đêm ấy mà không thứ bảy chủ nhật mà chưa dậy là nó hót líu lo ngoài cửa nó nhảy nó đạp mẹ vào cửa sổ mấy con chào mào đòi, đòi ăn đến bữa ăn đến bữa phải đến gần chục con chào mào về đến bữa là không thấy bữa không thấy này không thấy cho ăn là khó chịu bồ câu ấy như bồ câu bị bọn nó bọn thanh niên đấy nó hay bắt chuột à mẹ bọn đấy trước có mấy đôi về nên toàn bọn nó bắt chuột không phải xương bọn nó bắt chuột chúng ta để nó về ok.